Đồ vô dụng. Tụi bay không có tình gì với nhau hết hả? Tụi bay mới có tình với nhau thì công việc hợp đồng của tao mới được ký, hiểu không? Đi ra ngoài mua cho anh có thuốc đi. Anh cho anh mượn gì có xe. Xe chạy bằng xăng chứ không phải chạy bằng nước. Đi bộ đi. Nhanh. Em đâu vậy em? Tối rồi đi đâu vậy? Chơi tụi anh đi anh nha. Xin mấy anh tha cho tôi đi. Có ai làm gì em đâu mà tha. Chỉ cần đi chơi với tụi anh thôi. Tha cho tôi đi. Tha cái gì ở đây? Đi chơi anh nha. Đi nhà đi nha. Con chơi đẹp cơ mày. Muốn. Có sao không? Không sao. Ổn rồi. Ổn rồi. Không sao. Không sao. Không sao. Anh đưa em về. Cảm ơn anh đã đưa em. Sao tụi em tùm lum với tôi vậy? Em có gia đình rồi. Xin lỗi. Anh về cẩn thận. Em vào nhà.